Hello, xin chào tất cả bà con và bác. Hôm nay em sẽ làm clip cuộc sống hàng ngày của em nha mọi người. Em sẽ đi review car, review quả nhan nha mọi người. Đây, quả nhan, đây là quả nhan chú em nha mọi người. Đây, bây giờ em sẽ đi hái nha mọi người. Bây giờ em sẽ đi nha. Đây quả nhan đây. Quay xinh y. Quay chạy đó mọi người. Đây nhiều quá. Đó. Bây giờ em sẽ lên hai nha. Quen. Quay đây. Đây mọi người quả nhan đây. Bây giờ em sẽ hai nha. Đây quá nhiều quá mọi người ơi. Đây chắc là chín nước ạ. Đây mọi người ơi, chín rồi. Tìm quả to to nó mình quả cho chín nó mình phải hai để mình chín rồi. Đây hay sao review nha. Dù được có chạy nhiều quá. Ở nhà ơi, sao chưa? Để hạt cho đây thôi. Tìm cái chế chín. Cái chế chín thì mình hạt nó ăn nó hơi bị lạc lạc quá. Cái đây chín này. Cái đây này. Hai cây được rồi. Bây giờ em xe xuống nha. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ đi. Để mọi người tôi view cá tí. Đây là cá của em nha mọi người. Đây là ca của em. Cuộc sống hàng ngày của em làm việc để mọi người ở nhà. Không có anh em mọi người ơi. Chỉ có một mình em thôi nha. Đây. Em sẽ review cho ca. Để mọi người thấy chưa? Ca em đẹp không? Thì em mà trông nói gì nữa. Cây thì cắt tiếu dành trong nha mọi người. Trong cây cắt tiếu. Cắt tiếu. Đây mọi người. Qua đây em ơi. Đây là cây xì riêng nha mọi người. Cây xì riêng dành. Đây dành mới trong năm nay ạ mọi người ạ. Dành mới trong năm nay thôi. Sắp lên rồi. Đó. Bón phân thì cả đây nè. Như trai này ở nhà năm nay em rất ngại ở nhà thôi, chỉ quay review nhà review car thôi. Đây cả em đây mọi người, bên đây có trái nhưng mà sắp chín rồi mọi người ơi, chưa đủ phân mà mọi người. Nếu có phân thì mình bón thì trai nó nhiều lắm. Cây bây giờ em sẽ qua nhà tí. Đây. Quay cho cái nhà đây. Qua đây em. Đây là cái chuối nha mọi người. Chuối năm nay mới có chạy nè. Nhiều lắm mà mọi người ạ. Đây là cái chưa. Cái chưa nha mọi người. Mọi người biết cái đây chưa? Đây, cái này
yam đây nè mọi người. Đẹp mất trong năm nay luôn mọi người ơi. Đẹp không? Mọi người đẹp chưa? Nhìn đẹp chưa? Qua đây em. Đây là cây chăm chôm nha mọi người. Mọi người thấy chưa? Đây nè. Cây chăm chôm nè. Đây. Mới trong luôn. Cây đây thì mua cây kép á. Một cây đây thì 100, 120, 130. Mọi người ạ. Đây qua đây nhé. Đây nè. Đây là cây cây bơ mọi người. Cây bơ. Đây là cây dưa. Bây giờ Yên sẽ đi quay cho nhà Yên nha mọi người nha. Yên sẽ đi ăn quả nhàn ở nhà Yên. Vào nhà nha mọi người. Đây, mọi người nhìn thử nhà Yên như thế nào. Đây mọi người ạ. Đây nè mọi người, đây là cây nhan nha mọi người. Năm này chưa có trái rồi mọi người. Cây nhan kép. Đây nè nhà em đây nè mọi người. Và đây nè mọi người. Đây là nhà em nha. Bây giờ em sẽ vào nhà đi quay cho nhà em như thế nào nha mọi người. Cũng có người ở nhà mọi người ạ. Cũng có người ở nhà. Bố mẹ đi làm rồi. Chỉ có một mình Yên ở nhà. Đường nóng quá mọi người ơi. Đây, vào đây em. Quay xem ở nhà đi. Đây là phòng của Yên nha mọi người. Đây là hình cưới của Yên đây. Mọi người ơi. Hình cưới của Yên đây. Nhưng mà hôm nay là vợ ở nhà. Đây mọi người ơi. Đây Yên sẽ review. Đây nè. Đây mọi người nhìn đẹp chưa. Đây đẹp như vậy. Hình to thì ở nhà vợ mọi người ạ. Hình nhỏ đây Yên lấy ở nhà để kỷ niệm bố mẹ. Nhìn nè mọi người nha. Đây quay mời cả nhà ăn quả nhan nha. Nóng quá, bờ này nóng quá mọi người ơi. Không mở được rồi mọi người ơi. Năm nay chỉ mưa ít quá mọi người. Đù, nóng quá. Mời cả nhà ăn quả nhan nha. Hại nhiều quá, nhưng mà ăn chắc ăn không hết luôn á. Ngon quá. Nếu qua đấy, nếu nó không chín thì mình ăn nó hay bị la la cả mọi người. Nó chín thì mình ăn nó hay ngọt. Ở nhà thì buồn quá mọi người. Để mọi người nhìn kia. Nhìn phía chưa. Cả nhà này ăn này. Đây này. Bây giờ Yên sẽ dừng lại clip tới đây. Mọi người xem hay thì cho một like, đăng ký kênh của Yên nha. Bye.